Xin chào các anh các chị, xin chào cả nhà. Hôm nay em chuẩn bị được cái rau cần này. Đây là cái cần của mình tự trồng nhé cả nhà nhé. Không phải là cái cần ở ngoài chợ mà cái loại bán dài dài kia. Đây là cần ta. Cần ta này thì nó chỉ dài được như này thôi nhưng mà ăn rất là thơm. Thì hôm nay em mua được 2 bó thì em sẽ mang cái cần này trồng vào trong thùng xốp. Thì bây giờ xin mời các anh các chị cùng em đi ra ngoài vườn để trồng cái rau cần này nhé. Thì đây là cái thùng mà em đã chuẩn bị sẵn. Thì cái thùng này của em ở cái mép nó nhìn đen đen bẩn bẩn đấy cả nhà. Thế nhưng mà đấy là cái thùng này trước là em ủ cái phân đậu tương ấy. Thế là lúc mà dùng hết rồi không mang đi rửa luôn nên là nó đen vào như thế. Em cọ không ra được. Thì bây giờ em thấy cái thùng này về để trồng rau cần. Thì cái rau cần này là em mua về được để được 1-2 hôm rồi bận không trồng được. Thì hôm nay mới trồng được. Thì nhìn nó hơi héo một chút nhưng mà không sao. Rau cần này rất là dễ sống luôn cả nhà. Thế nên là mình sẽ ngắt những cái lá héo bớt đi. Sau đó mình sẽ ghim xuống. Thế bây giờ thì em sẽ cắm những cái cây rau cần này xuống. Thì cái đất này thì là cái đất khô ở vườn thôi, em ngâm nước cho cái đất này cũng được 2-3 hôm nó cũng mềm ra rồi. Đấy, thì bây giờ em sẽ cứ sẽ ghim cái cây rau cần này của em xuống. Không cậy ra được cả nhà. Cái mép hổ ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ ghim thẳng những cái cây cần này xuống. Thì một vài hôm nữa nó sẽ hồi lại. Đấy. Ghim thẳng thành hàng như này cả nhà nhé. Em sẽ sử dụng tay để ghim xuống cho nó dễ hơn. Đây. Khi mà mua về thì mình sẽ chọn những cây mà nó to khỏe một chút và nhiều, nó có cái chỗ đoạn rễ nó già già một chút cả nhà nhé, cái cây đoạn gốc ấy. Còn những cái cây non non thì mình sẽ không sử dụng, bởi vì là nó sẽ khả năng sống của nó sẽ ít hơn, là sẽ không sống cao bằng những cái cây mà gốc già. Thời tiết ở trên em đang rất là lạnh cả nhà, 8 độ 7 độ 8 độ thôi vào buổi trưa buổi chiều này. Thế nên là sờ tay xuống nước này trông rất là buốt luôn. Buổi sáng thức dậy thì xem thời tiết ấy, ở trên em chỉ có 2 độ thôi, 1 độ 2 độ, rất là lạnh luôn. Đây mình có thể ngắt trụi lá luôn như này nhá. Nó vẫn có thể sống được cả nhà.
Đây là cái cây rau cần của em trồng sau 5 ngày thì nó đã hồi lại như này rồi cả nhà nhé. Bây giờ mình sẽ tưới nước vào cho cái cây cần, rau cần của mình thay nước. Đấy, mấy nữa mình sẽ được một cái lỗ khoảng tầm như này. Sau mình cho nước vào thì nước cứ đầy đến đây thì nước sẽ trào ra để mình thay nước cả nhà. Thì nước cao càng cao một chút thì cái cây rau cần của mình cái cuống của nó càng dài. Video của em xin phép được kết thúc ở đây. Mọi người thấy video của em hay thì cho em xin một like và ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của em.